Chụp ảnh như bố một kiểu đứng chụp ấn vào nút chụp đứng ở đâu nút chụp ở bố nút chụp ở đâu đây cái nút máy ảnh này đấy đúng rồi đó. Rồi rồi nhá bố cười đi 2, 3, 4, 5, 6 mấy cái hả bố nhiều cái vào 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18. Chụp đi, ấn không ấn chụp đếm cái gì? Con chụp đây này, con đang chụp mà. Không, bấm nút chụp, bấm vào cái biểu tượng chụp ảnh ấy. Đây, con bấm, thấy không? Các bạn thân mến, các bạn có thể thấy là ở vườn chim của mình thiết kế theo cái mô hình như thế này thì rất là chắc chắn của một cái chuồng, cái không gian khoảng 3 mét khối. Chính vì vậy là con chim ở đây thì chúng sẽ rất là khỏe và đẻ rất là kinh khủng. Như đôi chim này thì mình cứ tính thường đều ra đều đặn là khoảng bù đi bù lại là khoảng 20 ngày một lứa. Bởi vì sao? Bởi vì là mình bắt ra mình bón mà chế độ ăn uống rất tốt, mình hạ thổ được đó, máng tắm này, máng uống này, đấy, chỗ này là cái máng uống này, các bạn thấy đơn giản không? Chỉ một cái chai la vi bình thường nhỏ như này, các bạn khoét một cái lỗ để nó thò đầu ra và cái tư thế đứng để thứ nhất là làm này là chúng phân chúng sẽ không ỉa vào máng uống. Trong trường hợp cái máng để ăn cám cò cám đẻ thì các bạn để trộn với cát khô với cám cò thì chúng thò đầu vào chúng ăn như này thì sẽ không ấy, sẽ không bị rơi thức ăn, bởi vì chúng như kiểu là mình thò đầu vào chum. Thế thì mặc dù là như thế thì chúng sẽ ăn thành phần mình cho ăn bổ sung thêm cả ngô, cả cám gà đẻ, cả thóc, cả cát và vỏ trứng rồi một số cái khoáng chất khác nữa. Để chim như con này là con mái này, con mái này là con mái đúc, con mái đúc đẻ rất là tốt, trứng to, con đẻ ra rất là nhiều lứa. Đây các bạn nhìn thấy rõ ràng là có chim này cứ thò đầu vào chúng ăn, các bạn có thể thấy là nó không rơi mất một hạt thóc hay một hạt cám nào cả. Đó. Chính vì thế là các bạn, nếu các bạn làm chuồng như thế này ạ, thực ra là các bạn chi phí ban đầu thì nó hơi lớn, bởi vì các bạn đi một lượt cái lưới lưới B40 này để nó chắc chắn, từng cái lượt lưới mắt này để cho nó khỏi ra, và cái lượt vòng quanh ở dưới chân này là cái lưới mắt nhỏ để chống chuột. Khi mà những cái lượng thức ăn mà mình cho nó xuống cái đất này thì chúng sẽ ăn đi ăn lại và chuột sẽ không vào được, không mất đi cái gì cả. Mình tạo cái việc gọi là bán hoang dã, bởi vì khi nuôi chính vì thế đâm ra là các bạn cũng thấy là
nuôi chim cu gáy sinh sản là một cái việc đối với nhiều người thì cũng không phải là khó, có thể nói là dễ, nhưng mà đối với một số người thì cũng chưa bao giờ nuôi được một đôi chim đẻ ra con. Chính vì vậy là cái cơ sở của bên mình thì cũng không có cái gì là đặc biệt cả. Mình muốn chia sẻ để nhân rộng, để mọi người cùng tham gia, cùng đi vào cái hướng chăn nuôi chủ đề con chim. Bởi lẽ là bây giờ nuôi lợn thì các bạn có thể thấy đấy, nó rất là rủi ro, rất là ô nhiễm, trong khi đó là cái việc đánh bắt da giết và càng ngày càng chuyên nghiệp của con người sẽ làm tuyệt chủng giống chim. Thì mình muốn bảo tồn và duy trì, mà thực tế là cũng có cái việc còn là nó không bị ô nhiễm môi trường, mang lại được cái niềm vui trong cuộc sống. Con chim cu gáy này là rất là hay, rất là thân thiện với con người. Đó, các bạn có thể thấy là đây là mình bắt ra sau khoảng mình bắt ra sau khoảng 5 ngày thì chúng sẽ đẻ 2 quả trứng, 4 hoặc 5 ngày. Thì cái ưu điểm các bạn làm chuồng rộng như thế này thì trên là tán cây và cái phân chim là được cây xử lý luôn. Tán cây này nó tạo gọi là rất là thiên nhiên hoang dã, và để tạo bóng mát cho chim, tạo cái giảm cái nhiệt độ nắng của chim, thì các bạn lên che cái phần gọi là ấp và đẻ như một cái khuôn viên như thế này, kín và thoáng. Thế thì các bạn sẽ hiệu quả trong cái việc đấy. Bởi lẽ là con chim thì nó con chim này là thường là nó đi kiếm ăn, nó không bắt sâu bắt bọ gì cả, nó chỉ ăn ở trên mặt đất đó. Thì con chim cu gáy là như vậy. Thì quý vị các bạn có thể đặt những cái con chim giống ở bên mình với số điện thoại là 01635305982, số tài khoản của bên mình là 22 10 205 156 681. Mình phân phối đi khắp cả nước, trong đó là ưu tiên các bạn ở ngoài miền Bắc, các bạn ở gần ga Sài Gòn cũng được. Thì chính như vậy là các bạn yên tâm khi mà chuyển khoản cũng như giao dịch với bên mình. Một cơ sở bán chim cu gáy giống rất là uy tín, uy tín bởi lẽ là cũng có rất nhiều đơn hàng đã làm việc với bên mình rồi đó. Thì hy vọng rằng là bạn sẽ cùng làm với chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Địa chỉ của bên mình là thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Quý vị các bạn có thể lên tham quan. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.